biểu hiện của hội chứng ruột kích thích. Ăn xong thì bị đi ngoài, sử dụng bia rượu xong thì bị đi ngoài, rồi căng thẳng stress chúng ta cũng bị đi ngoài, thì đấy là do biểu hiện của hội chứng ruột kích thích. Chúng ta nghĩ rằng là mình bị đi ngoài đấy thì có phải là mình bị viêm đại tràng không? Nhưng mình, bạn thử đi khám mà xem, bạn không hề có tổn thương nào ở trong đại tràng của bạn cả. Có nghĩa cái đại tràng của bạn nó vẫn đẹp, nó vẫn bình thường, nó không có vết chảy xước, không có viêm gì cả. Nhưng tại sao bạn vẫn bị đi ngoài? Đấy là do lợi khuẩn trong đường ruột của bạn bị sụt giảm. Và bạn đang bị kích thích quá mức. Kích thích quá mức là ở cái gì? Giữa não bộ và đường ruột của chúng ta nó được liên kết bởi rất nhiều triệu dây thần kinh. Cho nên người ta vẫn gọi là đường ruột chính là não bộ thứ hai của cơ thể. Khi bạn căng thẳng stress ngay lập tức, thần kinh nó sẽ báo hiệu, nó cảnh báo đến cái đường ruột và nó làm cho bạn bị co thắt nhu động ruột, từ đó nó sụt giảm ngay lượng lợi khuẩn đường ruột và bạn sẽ có hiện tượng là bị đau bụng, bị rối loạn, bị đi ngoài, có những cái cơn co thắt bất chợt luôn. Và cái này ấy, thì nó không phải là viêm, nhưng đây nó là một dạng bệnh mà nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bạn. Và nếu như cái tình trạng này bạn để lâu ngày, bạn để dài, bạn không có cái gì để khắc phục vào, lúc đấy thì nó mới chuyển thành viêm. Và nó có thể gây tình trạng cho bạn là gì ạ? Polyp đại tràng, bị trĩ. Đấy cũng hầu hết là do chúng ta có vấn đề về đại tràng. Nó chỉ đầu tiên nó chỉ là hội chứng ruột kích thích thôi, nhưng chúng ta không có đả động gì đến thì lâu ngày nó sẽ thành viêm thôi.